bây giờ thì con để suy niệm vào đạo tràng mà con không con thấy đấy. Dạ sư có phải là điều khiển cho đại đức Pháp Tính và sư Tuệ Quyền hay là sư chỉ có điều khiển cho đại đức Pháp Tính hay sư cho con một tín hiệu và sư Nam Mô Bích Tha giá dạ. Sư có thể cho chúng con biết được tín hiệu là sư điều khiển cho cả hai hay là sư chỉ điều khiển cho đại đức Pháp Tính mà sư Nam Mô Bích Tha giá dạ. Đại đức Huy Niệm có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ chị ân sư dạ vậy bây giờ Nhật Bình kính mời Thích Trần Đạo. Thích Trần Đạo có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư và cả cung thỉnh đại đức Huy Niệm giảng từ vựng và dạ, sa thú lành thay kính cảm ơn Trần Đạo. Kính mời Trần Đạo ạ. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Thâm Hại giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Huy Niệm cùng chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, kính lễ tôi tu nữ Tỳ Diêm, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin phép thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang jali angti warang aya jatha. Santi thasa tappara chakha jatika. Đi sẽ tu thẩm măng anu cam bì măng và chăng sát thăm mi bê rinh vi na yang cha ca yang sút tăng cha bằng đăng a pi thăm mà chăm măng a cô ta yang tô sát tu sắc cha đăng đăng ba bô tha nay ye ba ri sa yam man chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri giảng toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính dâng mít đến đại đức Huy Niệm. Dạ con xin dâng mít đến đại đức ạ. Dạ kính thỉnh đại đức. Kính lễ đại đức Tự Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức, xin chào quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu học phần từ vựng dạy môn pháp cú số 126. Như thường lệ xin sẽ đọc trước ba lần. Gaffa meke upacchanti nirayam pavakam no sagang sugati no yanti parinipanti anasawa. Gaffa meke upacchanti nirayam pavakam no sagang sugati no yanti parinipanti anasawa. Lần cuối cùng. Gặp pháp này kêu upachanti nữ ra chăng ba ba cam ni nô
sakkam suratino yanti parinitinasawa. Đầu tiên chúng ta có danh từ nam tánh là đắc pháp. Ở đây được chia theo đôi cách số ít trở thành đắc phân. Đắc pháp có nghĩa là bào thai. Eke có nghĩa là một số. Một số tức là một vài. Xuất phát từ chữ e cá. Ở đây được chia theo số nhiều chủ cách. Động từ bắt chân tiếp. Có nghĩa là xăm. Đắc pháp mê kê upa chân tí, một số sanh vào bào thai. Một số sanh vào bào thai. Rồi cái đến mình có danh từ Niraja. Niraja có nghĩa là địa ngục. Và nhóm từ ba bát cam ni. Danh từ papa nghĩa là việc xấu, việc ác. Danh từ kamma có nghĩa là tạo nghiệp á, hành động hay là tạo nghiệp. Papa cam ni đồ, những người làm việc, những kẻ tạo nghiệp ác. Nirajan Vabakamino, những kẻ tạo nghiệp ác thì sanh vào địa ngục. Sắc giá có nghĩa là cõi trời. Sugatino Sugati có nghĩa là tốt đẹp. Sú có nghĩa là tốt đẹp. Danh từ gác ký nghĩa là cảnh giới. Động từ danh tí nghĩa là đi đến. Sắc gan số gác ký nô danh tí, những người tạo nghiệp lành thì đi đến cõi trời. Những người tạo nghiệp lành thì đi đến cõi trời. Parinibbanti Hatna Sawa. Parinibbanti có nghĩa là viên tịch niết bàn. Anasawa. Asawa có nghĩa là lậu hoặc hay là ô nhiễm. Anasawa có nghĩa là các bậc vô lậu. Các bậc vô lậu. Parinibbanti Anasawa, các bậc vô lậu thì viên tịch niết bàn. Rồi, như vậy thì ở đây toàn bộ kệ ngôn gấp phát mê kê upat chân tí nít rắc dân ta và cầm nô sắc gân sư gác tí nô dân tí và đây nít bân tí anasawa
Một số chúng sanh thì sanh vào bào thai, kẻ tạo nghiệp ác thì sanh vào địa ngục, những người có hạnh lành thì đi đến cõi trời, các bậc vô lậu thì viên tịch niết bàn. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch theo kệ ngôn như sau: một số sinh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đó là toàn bộ phần tự luận của bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư, đó là Thượng Tọa Tu Quyền, sẽ trình bày cho quý vị về duyên sự và ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã từ bi điện khuyết cho đại đức Pháp Tính để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 126. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư và cảm ơn xích rạng đông cho nhục bình biết được tín hiệu. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Thượng Tọa Tây Quyền vừa quan tâm vào đạo tràng, và bây giờ thì đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 126. Và cảm ơn trạng đông và trần đạo cho nhục bình biết được tín hiệu. Và sa thú lành thai, nhục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, giá nam mô Tham Ma, giá nam mô Sang Khai, để cho thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn tất cả quý vị. Chúng con thành tâm đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để đức Huy Niệm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Demiswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay có một bài học câu pháp cú số 226. Theo chúng tôi là đây là một cái câu pháp cú mà có thể nói nó để lại cho chính chúng ta một cái bài học thiết thực ở trong cuộc đời này. Nói về cứ như là kêu là cái là thợ kim hoàn, một con vị tỳ kheo và một con ngỗng đó. Có thể nói rằng là cái tích truyện pháp cú này rất là hay, và câu pháp cú cũng rất là đặc biệt. Khi Đức Phật nghe ở tại Kỳ Viên, ngài nói liên quan đến Trưởng lão Tích Xá. Và Trưởng lão Tích Xá này thì thường đi đến nhà của một cái người làm vàng, tức là kêu là thợ bạc, thợ vàng á, kêu là thợ kim hoàn để cất thực. Có một điều đặc biệt là vị này suốt một thời gian dài 12 năm trời nhận vật thực tại nơi đây. Thì ông bà chủ nhà này cũng rất là tận tâm tận tình để cúng dường, và xem đó như là một cái trách nhiệm, một cái bổn phận như những người cha mẹ vậy đó. Người ta Phật sự rất là tôn kính. Thì một hôm khi mà đang làm cái đồ ăn á, tức là ông ta đang chặt thịt, thì có một vị trưởng lão ngồi đối diện, có một vị trưởng lão ngồi gần đó. Thì riêng thợ kim hoàn này á, có nhận một cái viên ngọc của vua gửi đến để làm cho cái đồ trang sức cho mình. Thì kính thưa quý vị, ông ta đang làm á, thì ông ta để tại đó, thì có mặt vị trưởng lão. Và ông ta vì cái chỗ đó trên cái viên ngọc này, ông ta để gần, ở gần có một viên ngọc, ông ta để gần đó. Thì vô tình thì ông ta khi mà vừa làm thịt xong thì ông ta cũng
cũng cầm cái viên viên ngọc đó, ông ta làm, thì tại ông ta dính dính cái máu đó, thì cũng cầm cái viên đó lên mà làm. Thì có một điều là sau khi ông ta đi vào trong, thì ông ta đi vào trong để ông ta sẽ hợp để mà bỏ vào trong đó, thì có một con ngỗng ở trong cái trong nhà, nó đi tới đi lui, xong cái nó thấy có cái thịt có cái máu thì nó đi tới. Cái tới thì con ngỗng mà nó cứ rỉa chỗ này rỉa chỗ kia, thì vì cái viên ngọc này nó có cái mùi máu, cho nên cái con ngỗng đó nó nuốt cái viên ngọc về cái viên ngọc này đi. Thì trưởng lão ngồi đó thì ngài thấy như vậy, thì khi mà người cái ông bà cái ông Thợ Kim Hoàng này, ông mới đi tìm lại cái viên ngọc, thì không có viên ngọc. Thì lúc đó con ngỗng nó đi ra bên ngoài. Thì quả thật đây là một điều mà phải nói là hết sức là căng thẳng. Ông nghĩ rằng chỉ có ổng với ngài, tại sao giờ mất viên ngọc? Thì ông mới quỳ xuống năn nỉ ngài trả lại cái viên ngọc đó đi. Ông đinh ninh rằng ngài đã lấy. Thì có hai người thôi, một trong hai người phải có một người lấy, mà ông không lấy ông để đây thì chính ngài cũng thấy, thì giờ có một mình ngài với ông thôi, vậy chứ ai bây giờ. Thì đây là một viên ngọc đặc biệt của vua đã giao, mà nếu như không có giao, không có trả lại cho vua thì cũng như chết hết, chứ không có chuyện đơn giản. Thì ông ta nói lên nhiều cái sự nguy hiểm như vậy. Thì ông hỏi ngài Tiết Sát, ngài cũng vẫn không có nói, ngài nói ngài không có lấy. Và cuối cùng ông ta mới bực tức quá, ông ta chắc chắn là ngài lấy chứ không ai. Thì cho nên quý vị biết là ông ta mới hành hạ ngài, đánh đập ngài đến nỗi mà máu nó tươm ra luôn. Dạ. Thì ngay lúc đó thì cũng nghe mùi máu, con ngỗng nó quay trở lại, mà lúc đó ngài coi như là muốn ngất xỉu rồi. Thì trong lúc mà ông ta đang bực bội, thấy con ngỗng nó kêu la, ông ta đập cái con ngỗng. Khi con ngỗng nó vừa đi tới thì ta đập luôn con ngỗng, thì con ngỗng đó nó chết. Thì vị trưởng lão thấy đập con ngỗng thì là ngài giật mình, mà khi bây giờ con ngỗng nó chết thì ngài mới hỏi con ngỗng đã chết rồi sao. Thì người ta nói tại sao đập con ngỗng, bây giờ con ngỗng nó đã chết rồi. Thì khi biết con ngỗng nó chết rồi thì ngài mới nói thực ra thì ta không có lấy, nhưng bởi vì con ngỗng nó nuốt vào rồi, nếu như ngài nói con ngỗng thì con ngỗng nó chết, cho nên vì vậy ngài không nói. Thì ông ta cũng chưa có tin được, nếu con ngỗng nó chết ông ta mới mổ bụng con ngỗng ra. Thì quả thật ông ta tìm đến cái bao tử của con ngỗng đó thì có viên ngọc, thì ông ta khủng khiếp rồi. Thì ông ta quỳ xuống, ông ta sám hối ngài thì thưa tôn giả, con vì vô minh cho nên con đã làm một hành động hết sức là nguy hiểm. Thì trưởng lão bình thản mới đáp, này cư sĩ, không phải do ông tạo nên cái lỗi này đâu. Mà tôi không có lấy, nhưng do cái nghiệp luân hồi của chính tôi, thôi tôi tha thứ cho ông không sao đâu. Thì rồi cái người Thợ Kiếm Hoàng này bạch trưởng lão, nếu như trưởng lão tha cho con rồi thì từ nay ngài cứ nhận cái vật thực nơi chính con như từ xưa tới nay, xin ngài hãy quan hỷ. Thì lúc đó trưởng lão mới nói, điều này thì ta không nhận nữa, bởi vì từ nay ta nguyện không rời khỏi 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 thất để đi nhận vật thực. Và trưởng lão nói lên một cái câu kệ: thức ăn nấu cho người trí, một chút đó nhờ một chút ở đó ở đây, từ nhà này nhà kia ta nhận vật tính thí, trên khắp mọi miền đã qua. Khi đôi chân ta còn bền bỉ thì không bao lâu thì ngày viên tịch niết bàn.
vì một cái đau đớn đó. Và kính thưa quý vị, và con ổng đó nó cũng chết. À, xin lỗi, ngày viên tịch niết bàn vì cái mà bị đập đánh đó. Dạ. Thì một trong những cái mà ngày sinh bệnh và chết. Thì sau khi đó, sau khi mà ngày chết thì ngày viên tịch niết bàn đâu, cho nên vì vậy đó là vô sinh niết bàn. Và ông ta, vợ ông ta đó, sau một thời gian thì vợ ông ta chết thì được sanh thiên giới, và chính ông ta phải đọa vào địa ngục. Và Đức Phật ngài biết được như vậy, ngài mới nói lên câu kệ, và ngài mới nói rằng á, à, này các tỳ kheo, tất cả chúng sinh á, trên thế gian một số á, nhập thai sanh lại có thể là kiếp người, một số có thể là lên cõi trời nếu như làm điều thiện, và đa phần thì sẽ đọa địa ngục, và một số người thì vào niết bàn. Cho nên có câu Phật cú số 126 mà chúng ta học hôm nay, đó chính là một phút sanh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Có một điều sự thật trong cuộc đời này, cái sự nó không sai, nhưng cái lý chưa chắc đúng. Xin quý vị nghe chúng tôi nói rõ, cái sự không sai nhưng cái lý không đúng. Dầu cho bất cứ hình thái nào trong cuộc đời, hình thái đó nó mang tính chúng ta cho là đúng đắn, nhưng nó lại không có một cái giá trị tốt đẹp, thì mãi mãi cái điều đó là sai. Và cái điều mà người ta không có lấy là đúng, nhưng cái sự thật mà nó hiển hiện trước mình, chỉ có cái ông Bà La Môn này, chỉ có ông Thợ Kim Hoàng này với Trường Lão Tuyết Xá thôi, một cái viên ngọc ở đó. Nếu như ngài nói rằng con ngỗng nó đã nuốt rồi, thì chắc chắn rằng con ngỗng nó chết. Mà với cái tâm từ của bậc thánh thì ngài sẽ không chỉ. Quả thật phàm phu của chúng ta vừa đổ thừa chúng ta nói lên con ngỗng liền, cái đó là sự thật như vậy. Nhưng ở đây đối với các bậc chứng vô lậu niết bàn thì các ngài không có nói. Cho nên những gì mà mắt thấy tai nghe, điều đó cũng chưa chắc là đúng đâu. Ra mà chúng tôi nói thành thật chú vị, những sự việc trên cuộc đời này nó cũng được diễn tiến như thế. Dầu cho ở trong chuyện của tăng đoàn, chuyện của thế sự, chuyện của tục sự, nó cũng là như thế. Cái chuyện gì nó là chân lý thì bao đời cũng là chân lý. Cái chuyện đúng thì bao đời cũng đúng. Mà chuyện không đúng thì vĩnh viễn không bao giờ có được. Cái hình thức thì rất tốt đẹp, thấy như vậy, nhưng cái nội dung không đủ là nó cũng không đúng. Lẽ ra chúng tôi không nói, nhưng hôm nay chúng tôi nghĩ sẵn cũng nói luôn. Có những hình thái nó không còn, nó không hiện hữu, là không thể nào hiện hữu. Dầu cho chúng ta cứ làm thế này, cứ làm thế kia, nhưng vĩnh viễn đó là không đúng. Chúng tôi nói thành thật, đó chính là phẩm mạo của Tỳ Kheo Ni. Giai đoạn truyền thừa đã kết thúc và đã tuyệt chủng. Nhìn các vị đắp lên cái phẩm mạo đẹp là đúng, nhưng giá trị không có. Chúng tôi đang khuyến khích quý vị cúng dường hỗ trợ hộ độ, nhưng gọi là phẩm màu tỳ kheo thì đừng. Ai làm như thế là người đó đã sự thật không có thì vĩnh viễn không có, là chúng ta vô tình phá đạo. Còn nếu mà nói rằng các vị trưởng lão nào làm như thế thì các vị trưởng lão đó cũng không y cứ nơi Phật.
Chúng tôi nói như vậy không phải là dẫm đạp hay là lợi dụng nói, nhưng điều chúng tôi nói cái giá trị thật nó không có. Cũng như bây giờ đổ thừa cho cái vị này không có, nhưng sự thật diễn ra trước mắt làm như chúng ta không thể nào mà có thể tránh khỏi được, đó chính là chỉ có ngài và vị này thôi. Nhưng đâu có ngờ có một con ngỗng nó có thể xen vào, là nó đã đổi khác rồi. Cái việc người ta không nói, cái việc ngài không nói cái điều đó không phải là đúng, là ngài lấy. Cái việc hiện nay tăng đoàn chưa có, có phát biểu lên, không phải cái điều đó là đúng. Cái gì sai vĩnh viễn là sai, cái gì không đúng vĩnh viễn nó là không đúng, cái gì không phải là chân lý nó không phải là chân lý. Các vị còn đòi tác pháp yết ma, mọi người biết y khôn như như luật tạng, như là chứ tăng đoàn, tăng làm sao làm vậy, như vậy là đúng à? Xin lỗi, cái gì ở trong kinh nó đã ghi rõ, chứ không phải là không ghi. Trong sự truyền thừa lịch sử của Phật giáo Tích Lan, nói rằng từ Tích Lan đã tuyệt chủng từ Tích Lan. Có một lúc Tích Lan không còn đạo cá thị tỳ kheo, phải nhờ ở từ ở bên Miến Điện truyền giới phục hồi lại Phật giáo Tích Lan. Tăng đoàn còn không còn, đừng nói chi mà ni đoàn còn. Và kính thưa quý vị, vấn đề mà nó truyền thừa qua bên cái việc mà bên Trung Quốc, bên Đài Loan, cái chuyện đó chúng ta miễn bàn đi. Anh nói rằng bây giờ tăng đoàn xác nhận, chuyện đó không có xác nhận. Ai, chúng tôi khẳng định vị nào mà chấp thuận thì vị đó cũng hướng về danh lợi, chứ không hướng về theo tinh thần pháp và luật của Phật, không có chuẩn y về lời dạy của chính ngài. Thì chúng tôi biết rằng có một số người sẽ nghe, có một số người rất là bực bội, tại sao mà chúng tôi phải nói như vậy. Nhưng ở đây chúng tôi đang nói cái giá trị sự thật, cũng như ngài tí xá này ngài không có lấy, đó là sự thật. Nhưng cái sự thật diễn ra chỉ có ngài và ông thợ kim hoàng này. Ông thợ kim hoàng này mười mấy năm nay tại sao mà không hiểu. Còn đừng nói rằng là chư tăng trưởng lão chấp nhận, ở đó chỉ có Tích Lan, Miến Điện không có, Thái Lan không có, tăng đoàn Thái Lan phản đối kịch liệt trên cái giá trị này. Có thể khuyến khích, có thể tạo giúp cho chân y để phát triển tốt đẹp. Nhưng quý vị có thể lễ, quý vị có thể cúng, nhưng điều mà nếu chúng ta gọi là tác pháp để gọi xưng từ như vậy, trong cái ánh mắt của chúng tôi khi gặp các vị, chúng tôi không xem như vậy, không xem là hình thái như vậy. Và tiếc thay cho những ai làm như vậy, vô tình đã phá đạo, và những ai vô tình, chúng ta gật đầu cũng đồng ý nghĩa luôn cái sai luôn. Bây giờ nếu như vị trưởng lão Tích Xá này, ngài với chỉ tôi với ngài thôi, bây giờ ngài nói ngài không có, vậy tôi không có, vậy sao đây? Mà con ngỗng nó đã nuốt cái viên ngọc đó rồi. Bây giờ nếu như ngài chỉ là con ngỗng chết, nhưng vị tự tâm ngài không chỉ, thì ý chúng tôi muốn nói cái giá trị sự thật tuyệt đối nó là như thế. Mà khi mà nói ra thì quý vị biết nó khủng khiếp lắm. Bây giờ người ta vô dỗ chủ gì biết trang nghiêm, coi như là phẩm mạo đẹp đẽ như vậy, nhưng tất cả là trộm tướng đó. Trong giờ người ta nói một, người ta biện luận một câu là thà là các vị đó dầu gì cũng giúp đỡ, dầu gì cũng trang nghiêm, còn hơn là một số người tuy vậy nhưng cái giới người ta không tốt. Cái này là cái lý khác, cái này là cái lý khác. Đồng đúng là phẩm mạo đúng, nhưng cũng như hình thức xuất gia nhưng không có ý lý xuất gia là một chuyện khác. Tác pháp yết ma là một chuyện khác. Nói rộng chủ gì biết, nói chủ gì nghe luôn. Ở trong kinh nó dạy đó, ở trong luật đó, một năm chỉ có tu cho một bậc vị lên thôi. Mà nếu như mà cho người tu người thứ hai là vị ấy phạm luật, chứ làm sao mà cho cả nguyên một đoàn. Và hàng ngày hàng tháng phải tác pháp, lúc nào cũng vậy, phải tác pháp với bát kinh pháp. Bây giờ mà người ta còn muốn là đẩy bát kinh pháp, nói là có nên nghĩ đó là lời Phật hay không. Kính thưa quý vị, cái Phật pháp này không có nói rằng cuộc sống ngày hôm nay nó đã là bình đẳng quyền hành ngang nhau. Ở đây Phật ngài không có áp đặt một cái quyền của hay hoặc là áp chế bên nữ bên ni, mà ra bất kính pháp. Và ngài biết rằng cái sự khó khăn và cái sự bất tiện, cái sự bất lợi
cho bên ni và chính trong giáo đoàn, trong ta, trong cái sự hình thành phát triển của chính ngài. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết một điều, thì chúng ta lưu ý, xin nhắc lại cái điều gì về chân lý muôn thở, cái điều đó đúng thì muôn thở cũng đúng, mà cái gì sai mà không có thì muôn thở là sai. Chứ chúng ta không có vừa nói vừa sai, vừa đúng, vừa tốt, vừa không tốt. Cái chuyện mà chúng ta làm phước, cái chuyện chúng ta cúng dường, chúng ta hỗ độ là một việc rất là tốt. Nhưng còn vấn đề mà để mà chúng ta chấp nhận, để mà chúng ta đồng ý, cái điều này không đồng ý được. Mà ai đồng ý là phá đạo, vô tình phá đạo. Đứng trước mặt các vị, đừng bảo tôi phải nói, nếu kêu tôi nói, tôi cũng nói như thế. Dầu cho các vị lớn hay là các vị mà tử xưng là Tỳ Kheo Ni, ở trong lòng tôi cũng có. Tôi sẽ dựng chứng trên pháp luật cho quý vị nghe. Thời gian nào, đoạn nào. Thì vì vậy cho nên có những người không, nếu như vậy lật kinh, có lật cái giai đoạn lịch sử và lật trong kinh văn nói như thế này. Ủa vậy thì đã tin chưa? Nhưng kính thưa quý vị, người ta luôn luôn nói thôi kệ, Âu cũng là tu, thôi kệ, cái tâm coi như tâm hiền, tâm tu là tốt rồi. Cái điều đó nó là một cái lý khác, để mà chúng ta làm lành đánh dữ là một chuyện khác. Nhưng cái giá trị mà để độ khổ diệt khổ phải là ly dục vi ác bất thiện pháp, và chúng ta phải đúng đúng cái cung bậc, đúng cái chất liệu thì nó mới tiến về bờ giải thoát. Chứ còn không thì vĩnh viễn cũng là như thế. Dạ. Chúng ta biết nếu như chúng ta bị đổ thừa hay bị hiểu lầm, đó là một cái đau khổ lắm. Và kính thưa quý vị, chúng ta tin lầm và chúng ta đã thực hiện cho một cái giá trị lầm, nó lại càng đau khổ hơn. Ở đây ngài Tích Xá bị ông Bà La Môn này hiểu lầm, mà vợ ngài nói không, ngài không thể nào ngài đụng chạm vào cái chuyện đó, ông yên tâm đi. Nhưng ông này nghĩ rằng chỉ có ngài và ông ta, thì chúng ta thấy cái sự nó hợp lý quá, cái sự tình xảy ra rất là đúng, nhưng cái lý chưa chắc đúng ở trong cuộc đời này. Bởi vì mắt thấy tai nghe còn chưa chắc chắn nữa, đừng nói chi mà cứ nghe nghe thấy thấy mà chúng ta lại tin, lại là càng mệt mỏi và nguy hiểm. Trong bài kinh Đà Bát Niết Bàn, Đức Phật này cũng đã nói rồi, sau khi Như Lai viên tịch, dầu cho có một cao đồ, một người nào lớn lao cho rằng đây là lời dạy của Như Lai, các người đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ. Và sau khi Như Lai viên tịch, hãy lấy cái gì làm thầy, hãy lấy giáo pháp làm thầy, đừng có tin một người nào hết. Tin nơi Tam Bảo, tin nơi Phật Pháp, chứ đừng có gì tin tưởng một người nào đó. Là từ chúng ta đã tự hại mình, đã tự hại mình, tự hại cho mình. Bởi vì sao vậy? Nếu vì đó không còn tu nữa, vì đó hoàn tục, thì niềm tin của chúng ta cũng chết. Nếu vì đó chết đi thì niềm tin của chúng ta cũng héo mòn. Và nếu như vì đó phạm giới thì chúng ta lại thối thất, là chúng ta lại là mất mát cái niềm tin ngay. Bởi cho nên không có tin người, mà tin nơi Phật Pháp, tin nơi giáo Pháp, tin nơi Pháp và luật của ngài, hay tin nơi Tam Bảo. Cho nên vì vậy 12 năm nhận bát cúng dường của gia đình thợ Kim Hoàng này, chỉ một chút xíu quý vị biết, một cái hiện tượng như vậy mà ông ta có thể ra tay, ông ta đánh ngài, ông ta đánh ngài để bắt ngài, cũng như ngài khai ra. Chứ bây giờ ngài chắc chúng ta nghĩ rằng ngài khởi sanh lòng tham cho nên đánh cắp cái viên ngọc đó, nhưng đâu có ngờ con ngỗng nó nuốt. Sự tình là vậy đó quý vị. Ở trong cuộc đời này có những cái mà nó bị oan, bị đổ oan, bị hà ban, mà đắng miệng, đắng họng. Nhưng để làm gì? Thì cũng chịu như vậy thôi. Nói cái gì bây giờ? Chúng tôi có một tiếp nhận một cái đứa bé rất là nhỏ.
thời xa xưa. Và sau đó bị nhiều cái sự chỉ trích, nó chắc chắn rằng cái đó là tác phẩm, là sản phẩm của chính chúng tôi cũng im lặng. Nó nhỏ quá, nó bước vào chùa mà không cha không mẹ thì mình chịu chứ có gì đâu. Hồi xưa thì có lớn có nhỏ, hồi xưa chúng tôi nhiều có lớn có nhỏ, mà ngay cả nó ngủ, hồi xưa nó ngủ với tôi, bữa nó nhỏ quá. Rồi sau này có một một số vị mà còn sơ sơ thì có một ít vị và cả lớn tuổi em giao được, có một số sư cũng như là quá trẻ. Rồi có một vị đó, đó tương đối sau này có vị lớn là chút xíu chừng 30-40 chúng tôi mới giao cho vị đó giúp giùm. Chứ lúc nhỏ sự thiệt ra chúng tôi mới hiểu được cái công sức, cái đau khổ của người cha mẹ nó như thế nào. Nó vô có như là vừa tiểu tiểu đêm hôm này nọ vậy thôi, thì nó mất tiểu thì nó kêu, nó khều khều là nó biết, nó dẫn đi ra đi tiểu. Thì kính thưa quý vị, rồi người ta cho đó là cái sản phẩm của mình thì cũng được, bởi vì chúng ta nói cái gì nữa nó nhỏ quá, và chúng ta nói cái gì nữa thôi kệ, cứ mình cho rằng mình chia sẻ tình thương đi. Cho tới ngày hôm nay là có một số người người ta còn khủng khiếp chuyện đó nữa, những điều mà chúng tôi không nói. Thời gian sẽ trả lời, thời gian sẽ trả lời. Chúng tôi tự trải qua hai cái sự kiện mà có nói là trong cuộc đời này mà rất là lớn luôn, rất khủng khiếp. Đó là cái chuyện như vậy. Mới khi mà đọc cái tích truyện này 2-3 lần, chúng tôi luôn luôn thấy đó là một cái điều mà mình đừng bao giờ mình nhìn thấy cái mình luôn luôn đúc kết cái chuyện nó là như vậy trong cuộc đời. Đây là một chuyện thật đó quý vị, mà chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi không hiểu, có một Phật tử đã đi đến chùa, người ta cũng xa, người ta xin ở chùa lại ngủ chùa qua đêm. Hồi xưa thì nó thiếu thốn lắm, mà chúng tôi giao cho chỗ đó ở, mà cũng kêu các chú thôi dồn lại để giúp cho người ta ở một vài ngày. Sao tôi ở 1-2-3 ngày cái sao sống được, thì chúng tôi mới nói chuyện với người ta. Chúng tôi nói ở đây là các sư không mà cô nghĩ như vậy thì nó không tiện. Thì cái quen Phật tử, cái người ta ra, cái Phật tử ta vô chùa, cái cô ta mới quen biết Phật tử, cái sao cái cô ta chạy ra nhà, và tạo cái sự thân quen ra nhà đó. Cái quý vị biết, chúng tôi cũng biết ở đó cái thời gian thì Phật tử nghĩ chắc người thân, người quen ở trong chùa cho nên ta cũng tạo cái điều kiện tốt. Quý vị có tin, đây là cái chuyện thật không? Thời gian sau cái cô ta chuẩn bị phải sanh. Mà quý vị biết nó rất là lạ, hỏi cô ta không nói, hỏi tại sao vậy cô ta không nói. Mà quý vị biết là khi hai vợ chồng đó, ông chồng điện thoại, sư ơi cái tình huống này xảy ra như vậy, bây giờ cô ta như vậy đó, sư tính như thế nào để sư là sao. Mà chúng tôi nói thiệt chú quý vị biết, nó con so con lớn con nhỏ gì chúng tôi có biết cái gì đâu, chúng tôi không biết cái gì hết. Chúng tôi nghe nó như vậy hả, cái người ta hỏi khẩu thiệt sư phải của sư không, nó ừ vậy hả. Bây giờ tôi xác định là cho anh nghe một điều, đó không phải của tôi, không phải của tôi. Nhưng tại sao bây giờ nó xảy ra tình huống này, cái nó thôi bây giờ cô giúp đi, cái anh chị giúp đi, cái nó con có tiền sao con giúp được, nó thôi kệ chạy đi mượn tiền sư đi, giúp đi, giúp đi, coi như giúp cho sư đi cũng được, nó không sao đâu. Thì sao cái nó coi như là đẻ ra xong, cái không biết nó đi về quê đi về nhà vậy đó, cho tới không giờ điện thoại lên nữa. Hai anh chị này hồi xưa kính thương mình vô cùng, kính thương. Sau đó
mang một cái bực bội trong lòng. Chúng tôi về, chúng tôi đưa tiền, chúng tôi nói thôi kệ không sao đâu. Quý vị biết 3 năm sau mang một cái bực bội trong lòng vậy. Ủa sao nhỏ này nó không có liên hệ. Rồi thời gian bắt đầu theo dõi chúng tôi. Con có như thế nào? Con có liên hệ gì hay không? Thì lúc đó đó, đến cái năm thứ 3 và cái dịp Tết đi vô chùa hỏi, mới nói ra. Anh ta mới ngồi, anh ta nói xin lỗi sư. Hôm nay thì con đã, con tức cái chuyện đó và con điều ra ra. Nhưng đường lâu quá nó không có được. Nhưng cuối cùng nó điện cho con. Có chút xíu đó thì con hỏi nó ở đâu. Thì con mới nhờ liên hệ. Hãy ra. Thì tội nghiệp cho sư, hai chồng con cũng nghĩ sư mấy năm nay. Cái sư cười. Cái chúng tôi cười tôi nói, điều đó là tôi đâu có trách quý vị. Cái tâm chúng tôi nói cho quý vị biết lúc đó. Chúng tôi khởi lên cái tâm nó như thế này nè. À, đây là một cái duyên, mà cũng là một cái nghiệp. Thằng bé này, hay đứa bé này, mình có nợ hay có cái duyên gì mình cứu nó. Khoan hả, nó mẹ nó mà mình ngay lúc này. Và tới bây giờ, chúng tôi không biết gì hết. Không biết ở nơi nào. Cái tình đó là sự thật, quý vị biết rất là ngang trái, mà đó là chuyện thật đó quý vị. Dạ, trong cuộc đời tôi mình cái đó chuyện thật, mình chỉ biết ngậm cười. Ở cuộc đời nó ghê lắm, chứ không phải nói chuyện nó đơn giản. Thì phải nói rằng chúng tôi đi ngang hai cái sự kiện, và thật đúng là tình ngay lý gian hiện trước mặt. Cái chú bé bây giờ nó vẫn còn ở chùa nè. Cái chú bé mà nãy chúng tôi nói người ta cho đó là sản phẩm tác phẩm của mình ở chùa cũng bình thường. Thì ai muốn nghĩ như thế nào nghĩ. Dạ. Thì cái chuyện gì giá trị thật nó sẽ là giá trị thật. Thì nếu lúc đó chúng tôi không tiếp nhận thì không biết bây giờ người ta đi về đâu mà người ta bỏ. Là còn cái lý thứ hai nữa, nếu giờ chúng tôi, người ta đang bị gặp một cái phao, người ta đang bị coi như là chết đuối, mà chúng ta cho một cái phao, thì chúng ta có thể giơ một bàn tay ban ra, phải xin lỗi chứ, chúng ta giơ cái tay để giúp cho người xíu chứ có chuyện gì quý vị, nó cũng tổng giảm một phần. Nhưng cái gì là sự thật, nó là sự thật. Cho nên chúng tôi nhớ, anh chị đó, hai anh chị kêu là mới làm dỗ cho ổng, ổng chết. Cuối cùng đi chết, ổng nói, bây giờ con, mai mốt á, tôi chết là tôi về chùa ở với sư. Không đi đâu, nhớ đưa vô chùa. Dặn mấy đứa con, ba chết là ba vô chùa ở với sư. Và nhờ chúng tôi nói không, hãy coi tụi nó như là con, có gì thì la rầy tụi nó, như là con của mình. Nhưng kính thưa quý vị, một sự tình sự việc ngày tiết xá này thật sự đúng tình ngay lý gian. Cái sự là đúng đó, nhưng cái lý nó khác. Cái lý nó khác. Chứ chúng ta đừng bao giờ nhìn một cặp mắt, đừng bao giờ nghe. Bởi vì cuộc đời này cũng vì mắt thấy, cũng vì tai nghe này, cũng chính vì con mắt này, cái miệng này, cái tai này mà bao nhiêu là đau khổ sẽ sản sinh ra trong cuộc đời này. Nó thật tình vậy đó quý vị. Bởi vì chớ có nhìn lỗi người cho rằng có làm hay không làm mà tự mình nhìn là chính mình. Hay là chớ có nhìn dư luận cho rằng mình đúng hay là mình sai, mình phải gì. Mình cứ nghiệm là chính mình đi. Mình không có cái đó. Mình không cảm thấy tủi hổ, mình không cảm thấy mắc cỡ. Trong cuộc đời cuối cùng đi qua là cái gì? Cái nghiệp duyên thôi. Mà từ cái chỗ đó chúng tôi nghĩ, tại sao mà mình phải gật đầu với người này là cái gì? Một cái chuyện tự nhiên, ở đâu đâu cái tự nhiên cái đổ vào cho mình. Dạ. Đó đâu có đơn giản gì. Đâu có đơn giản gì. Trong cuộc đời này chúng ta không có lựa chọn,
mà cái duyên cái nghiệp của chúng ta nó đã tác tạo rồi. Bởi vì trên câu kinh mà câu kinh này cũng quý vị cũng đã nghe, chắc nghe đã, dù cho bay vút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho núi thẳm mang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Có thể là trước hoặc sau, cái câu này là trong cái phẩm này có cái câu đó. Chúng ta không thể bay qua khỏi cái duyên cái nghiệp đó được, nó tác tạo. Ngày tế xá này tiền thân cũng đã đổ quan cho người, ngày tế xá này đã đổ quan và là cũng làm đau khổ cho người. Và chính chúng tôi cũng đã đổ quan cho người, chúng tôi cũng đã nấu cho người như thế này thế kia. Mà quý vị biết chúng tôi nói cái chuyện này nó còn giật mình đó kìa. Chúng tôi kể thêm để cho quý vị biết thấy là nó chuyện nó không phải đơn giản. Chính mình thấy như vậy mà nó còn không có đơn giản. Lúc đó đi ra làm khai sinh. Cái nó hồi bây giờ không cha không mẹ, phải có một người gật đầu thì mới được. Cái nó cũng vậy, cái chúng tôi mới thấy kỳ kỳ, mình giờ mà khai sinh nó, mình là cha nó, người tên tuổi đặt cha nó, cái chúng tôi cũng hơi bó rối. Chúng tôi lên, chúng tôi thỉnh thị ý kiến sư trưởng liền. Chuyện này sư trưởng biết đó. Cái bà sư trưởng ơi, việc cái tình huống này xảy ra như thế này, sao sư trưởng? Tuyệt đối sư đừng bao giờ sư để sư là cha nó, sẽ tình nghi lý gian nghe con. Nhưng đi về cái người ta nói bây giờ làm thủ tục coi như là phải khai sinh là cha hoặc là mẹ đứng mới được. Còn nếu như trường hợp mà làm người con á, mà con coi như là chúng ta cái đứa con đó thì phải chờ 5 tháng thời gian, coi như 3 tháng rồi không ai nhận làm con rồi mới ghép nó vô. Thì hoàn toàn chúng tôi chưa có trả lời, thì họ cứ nghĩ rằng là 3 tháng vậy thôi lâu quá. Theo cái chuyện cái họ cứ ghi đại vô, họ cứ làm đại. Chúng tôi chưa kịp trả lời họ cứ làm đại. Mà quý vị, họ gửi phim FB. Có một chú tiểu, mà hồi sáng chú tiểu này mới lại gặp chúng tôi lớn rồi, nó mở cái phim FB đó ra. Mà quý vị có biết là thường thường vậy, rất là mất lịch sự rồi, nói nhưng được cái nghiệp của mình nó tới đó. Mở cái đó ra, cái nó đọc nó thấy, à thì ra cái thằng này là con của vị này. À, nó mới đi một bán rau và nó có hình, nó có bằng chứng, mà nó có bằng chứng luôn. Dạ. Những điều chúng tôi chưa biết cầu, chúng tôi quý lặng cho chúng tôi. Thì cái chuyện đó nó đến tay sư trưởng, thì sư trưởng nói chuyện này tôi nghe ông nói rồi, tôi đã cản ông rồi, biết tại sao như thế này. Sư trưởng mới kêu chúng tôi lên, tại sao vậy? Con chưa kịp trả lời là người ta đã làm đại luôn. Người ta nghĩ rằng cái chuyện mình tu cháu không sao đâu. Thì chính cái sư trưởng quý vị biết được cái chuyện đó. Và bây giờ lớn lên bình thường lắm. Thì chúng tôi nói muốn phải hay là trái gì, 10 phút chứng minh là đủ mà. Thì đi lên test máu ra một cái là xong, chứ gì có gì đâu. Mà tôi luôn luôn sẽ sẵn sàng, nếu ai muốn xác định, để nếu như có một cái ý niệm ác cho chung, chứ còn cứ nói xấu tôi thì cứ nói xấu tôi cũng sao, cứ cho đặc điều đặc diện. Chúng tôi muốn nói vậy không phải là con người chúng tôi nó chân chánh, nó đúng đắn, không phải mà chúng tôi vì cái lý do này mà chúng tôi chứng minh ra cho mình chúng tôi là con người phàm phu, sẽ có nhiều cái phiền não, sẽ có nhiều cái điều ác. Thì chúng tôi không nói là tôi là người thanh tịnh, là người tốt đẹp, không nói như vậy. Chúng tôi là một người còn phàm, nó còn cái tham, cái sân, cái si. Nhưng đây là tình huống chúng tôi kể cho quý vị nghe, đó là những cái lý thật và những cái sự thật, những cái lý và cái sự thật đã xảy ra như vậy. Nhưng ở cuộc đời này chúng ta đừng vội phán đoán. Dạ đúng, dạ không hiểu, nhưng điều mà chúng ta muốn cần cái gì cũng được hết, không sao, sẵn sàng. Nhưng nếu như mà người ta mà không thích mình rồi thì dầu cho sự thật ra, cái thật thì người ta cũng biến đổi, cố tình người ta cũng nói thành cái đen.
Mà khi hiểu biết cái lý cái sự thì cái đen nó cũng đổi thành cái xấu, đó là chính là sai lầm luôn. Mà cái chuyện nghiệp, cái nghiệp của tất cả chúng ta nó sẽ định đoạt. Giờ quả thật mình là ai mà phán đoán tha nhân. Nhưng kính thưa Đại Đức Nguyên Thông, chúng ta luôn luôn là một luật sư biện hộ cho chính mình, và chúng ta luôn luôn là một thẩm phán để phán tội cho người, là một luật sư để biện hộ cái sai của mình. Và chúng ta không có tu tập thì chúng ta sẽ là một thẩm phán để kết án người đó, cho nên chúng ta mới còn đau khổ. Chứ nếu mình là ai mà phán đoán người, trời thì quá tuyệt vời rồi. Chứ nếu mình biết được cái sinh thú của mình biết được cái niềm đau nỗi khổ của mình quay về chính mình không nghĩ tới cái tha nhân thì không là không vấn đề. Cho nên như vậy, bởi vì sao? Cho nên nhiều nhiều chúng sinh sanh ở cảnh giới này, sanh ở cảnh giới nọ, nó có những cung bậc, nó có những niềm đau, nó có những nỗi khổ, nó có những cái điều đúng điều sai rất là hiện hữu trên cuộc đời, không là gì sai. Khi chúng ta chỉ đối diện, khi chúng ta gặp phải rồi chúng ta than trời, rồi chúng ta trách đất như thế này thế nọ, đừng có than trời trách đất gì. Ở trong cuộc đời này chúng ta làm cái việc lành phải chịu cái quả lành, làm cái việc ác phải đón nhận cái quả ác, tại trời không khỏi nắng. Dạ. Biết được như vậy chúng ta có thể ăn bậy, nhưng chúng ta đừng có nói bậy. Chúng ta làm sai, tự mình là thân làm sai, nói sai, suy nghĩ sai, nhưng mình không thể gán ghép người đã làm sai, người nói sai và người suy nghĩ sai, mà hãy tự chỉnh lại chính mình, đúng sai là do mình. Mà trong cuộc đời này nó đâu có đơn giản như chúng ta nói đâu, chúng ta suy nghĩ đâu, luôn luôn là suy nghĩ về người khác. Một điều rất là tuyệt vời, rất là hay, cái vị Thánh A-la-hán này không nhận cái lễ phẩm cúng dường của tha nhân, mà ngài tích cực trì bình khất thực bao ngày. Bây giờ tại nơi đó ai cho thì ăn, đi ra thì vô tình mang lại cái phiền não cho người. Trên cái tinh thần sự thì cho nghe là nó đúng, nhưng quả thật cái giá trị tu tập lại là giá trị tự quay về. Nơi kia là ngôi nhà vắng, nơi kia là đơn lẻ độc hành, chứ không phải là giá trị quần tụ. Cái giá trị hội và cái giá trị chân lý, cái giá trị đoạn khổ diệt khổ là phải đi đúng cái tinh thần pháp và luật Đức Phật ngài dạy. Trong cái giới là các học giới, các học luật, dầu cho cái điều nhỏ nhất, coi như là khinh giới, trọng giới, thiểu giới gì cũng vẫn là như nhau. Như vậy thì cái giới đó nó mới đủ là cái giới ba la mật để đoạn khổ diệt khổ. Cái giới này mới làm nhân làm duyên để định sanh và tệ cắt đứt chấm dứt đau khổ. Cái sự tu tập nó cũng như vậy, nó không phải vì một cái điều kiện chủ quan khách quan. Rồi có một số người, người ta rằng là nhân danh cái công lý, mà chúng ta biết là nhiều khi có một số cái người ta cho rằng coi như là nhất sát miêu mà cứu vạn thứ, nó lại làm cái điều sai nữa. Giết một con mèo cứu hàng vạn con chuột, hay là cái chuyện mà quý vị biết giết nó đi để cầu siêu độ cho nó, giải thoát cái kiếp đau khổ của chính nó,
lại càng sai hơn nữa. Mà quý vị biết cái kiếp đau khổ của chúng sinh ở địa ngục hay là ở bàn sanh, nó chết cái nó sanh lại, chết nó sanh lại do cái nghiệp của nó, chết nó sanh lại, chết nó sanh lại, để nó chịu cái thống thiết, cái đau khổ của cái quả ác đã làm. Dạ. Hiểu như vậy, biết như vậy, chúng ta luôn luôn trân và phải biết tránh né cái việc làm lớn nhỏ mà đưa đến ác xấu, đưa đến quả ác, đưa đến quả dị thục, đau khổ cho đời sau. Dù cho mình hay là người, đều phải mang cái nghiệp, đều phải chuyển tải một cái nghiệp riêng của chính mình. Nghiệp chính là tài sản, nghiệp chính là thừa tự, nghiệp chính là thai tạng, là quyến thuộc, là riêng của tất cả chúng ta. Mà đừng có than trời trách đất, chúng ta bị như thế này, người như thế kia là tại sao và tại sao. Tất cả đều có cái duyên dẫn tới sự thành, sự bại, sự được, sự mất, sự tốt, sự xấu. Tất cả đều là do cái nghiệp duyên. Dạ, thì và cái gì đúng đắn mãi mãi là đúng đắn, cái gì là chân lý thì muôn đời cũng là chân lý. Cái gì dầu cái sự đúng mà cái lý sai thì cũng muôn đời cũng vẫn sai. Cái gì cái sự chúng ta thấy nó không hoàn chỉnh nhưng cái lý đúng thì muôn đời cũng đúng, là cái lý đúng. Ở đây sự tu tập quan trọng là cái lý Phật pháp cần phải học hiểu. Cái ý niệm, cái sự tu tập để đoạn khổ diệt khổ hay là cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ đều là những cung bậc rõ ràng và chuẩn xác, do chính chúng ta có làm hay không làm thôi, là do tự chính mình. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có điều trình bày qua cái câu Phật cú số 126. Nếu có điều chi sơ thật mà nghe không có lọt tai của chúng tôi trình bày, bởi vì nó có một số sự kiện đã xảy ra, chắc chắn rằng mong quý vị bình tâm, tỉnh trí, suy xét, y cứ, suy xét và y cứ thì chúng ta sẽ hiểu được, thì chúng ta sẽ nghiệm ra được đâu là lý, đâu là sự mà chúng ta cần phải nắm bắt trong cuộc đời này. Kết thúc thời đây, trước khi dứt lời, dân phẩm phước lành được trời đưa tới từ đại tiên vương, các vị chư thiên hộ pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh ký linh, tất cả chúng sinh ở tại chùa cũng như ở tại tư gia của quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp.